Thưa quý vị, đối với nghị quyết 128, những gì chưa phù hợp thì phải bổ sung sửa đổi ngay. Trên nguyên tắc, lãnh đạo phải tập trung thống nhất xuyên suốt từ trung ương xuống đến địa phương. Trung ương phải giữ quyền lãnh đạo thống nhất và nhất quán các biện pháp, còn tổ chức thực hiện phải là các cấp từ cấp tỉnh xuống đến cơ sở. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương về những kết quả bước đầu của công tác phòng chống dịch trong đợt dịch thứ tư diễn ra ngày hôm nay tại trụ sở chính phủ. Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết các ý kiến đều thống nhất cho rằng chúng ta đã kiểm soát được tình hình và từng bước chuyển sang trạng thái mới. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, nắm chắc diễn biến của các chủng virus mới, khẩn trương xây dựng chương trình tổng thể về chiến lược phòng chống dịch, hoàn thành chương trình phục hồi kinh tế xã hội, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch, làm tốt công tác an sinh xã hội, khôi phục chuỗi cung ứng về lao động, có giải pháp mở cửa trường học, chăm sóc các cháu mồ côi. Về chiến lược vaccine, Thủ tướng đề nghị tiêm an toàn, khoa học, hiệu quả, sửa đổi, bổ sung nghị quyết 21 về mua vaccine. Bên cạnh đó là chủ động mua vaccine cho năm 2022. Thủ tướng nhấn mạnh khi mở cửa, người tiêm vaccine thì vẫn có thể nhiễm dịch, tuy nhiên sẽ tránh được bệnh chuyển nặng và tử vong. Vì vậy, điều trị là rất quan trọng. Chỗ này Bộ Y tế làm chủ trì cùng với lại các cái bộ ngành địa phương có liên quan và đặc biệt là các địa phương, các ông chí chuẩn bị cho cái cơ sở điều trị, tức là vừa tập trung để điều trị những cái ca nặng, những ca bệnh nặng ở các cái tầng 2, tầng 3 như là các ông chí phân tầng, nhưng mà lại vừa phân cấp, phân tán ra cái tầng 1, tức là tại nhanh nhất, sớm nhất, ngay tại từ cơ sở. Về nghị quyết 128, Thủ tướng yêu cầu triển khai phải thận trọng nhưng không quá cầu toàn, phải lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện. Triển khai thực hiện thì phải có không gian linh hoạt, địa phương không được ra quy định trái với quy định trung ương. Những cái gì chưa được, những cái gì chưa phù hợp thì phải kịp thời bổ sung sửa đổi ngay. Đấy. Trên cái nguyên tắc là lãnh đạo thì phải tập trung, thống nhất, xuyên suốt từ trung ương cho đến địa phương. Trung ương phải giữ cái quyền lãnh đạo thông suốt, nhất quán các biện pháp. Và cụ thể ở đây là cái gì? Tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu chí, quy trình là phải trung ương. Còn tổ chức thực hiện phải các cái cấp, từ cấp tỉnh xuống đến cấp cơ sở. Thủ tướng yêu cầu hướng dẫn của Bộ Y tế cần tiếp thu những góp ý, nhưng để địa phương tự đặt ra tiêu chí là không được. Các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, quyền hạn của mình cần linh hoạt, sáng tạo, lên kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế. Thưa quý vị, bản tin dịch COVID-19 ngày hôm nay 17 tháng 10 của Bộ Y tế cho biết, hôm nay có 3.193 ca nhiễm mới, trong đó 18 ca nhập cảnh và 3.175 ca ghi nhận trong nước, giảm 36 ca so với ngày trước đó tại 48 tỉnh, thành phố. Trong đó có 1.339 ca trong cộng đồng. Riêng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.059 ca, tăng 269 ca so với ngày trước đó. Bình Dương và Đồng Nai cũng ghi nhận ca COVID-19 tăng lần lượt 152 và 120 ca. Hôm nay cũng ghi nhận 63 ca tử vong vì COVID-19. Tiếp tục câu chuyện hồi hương của hàng vạn lao động sau làn sóng thứ tư của đại dịch COVID-19. Rời quê hương để tìm kiếm việc làm, mong muốn tạo dựng một cuộc sống ổn định. Thế nhưng, dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho mong ước tưởng chừng như đơn giản ấy bị dang dở. Hàng vạn lao động phải rời khỏi miền đất hứa trong sự bất lực để hồi hương. Và một bài toán nan giải được đặt ra là họ sẽ làm gì để mưu sinh trên mảnh đất quê hương khi không có một công việc ổn định. Ghi nhận của phóng viên VTC tại Nghệ An. Sau nhiều tháng thất nghiệp không thể bám trụ lại Bình Dương, đầu tháng 8, vợ chồng chị Lương Thị Hà phải vay mượn 5 triệu làm lộ phí về Nghệ An. Thế nhưng không có ruộng nương, không có việc làm, buộc vợ chồng chị phải lăn lộn rừng sâu, bẻ măng, nhặt hạt dẻ sống qua ngày. Đi làm ở trong Nam có vất vả, khó khăn quá, kiểu công việc làm phù hợp thì không có, nửa người thì nếu con trẻ thì còn có công việc phù hợp thì còn làm công việc nặng chắc cũng không làm được, kiểu tuổi sắp 40 tuổi rồi, mong muốn nhà nước cho ba ít bốn ở nhà kinh tế chăn nuôi, không muốn đi xa nữa. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tại các huyện miền núi, số lao động hồi hương rất lớn và hầu hết không có ý định trở lại. Tuy nhiên, việc thiếu tư liệu sản xuất, nhu cầu việc làm trên địa bàn không có, khiến cuộc sống người dân rất khó khăn. Nhiều huyện đã phải cấp phát gạo để người dân không bị đói. Ở nhà thì không có thu nhập chi cả, nhưng mà lâu lâu người thuê thì bọn em cũng đi làm.
đi làm kiếm tiền mua sữa cho con. Vô Nam thì em không dám vô nữa vì sợ dịch bệnh. Muốn có công việc gần đây làm nhưng mà dư dịch cũng chưa giảm. Doanh nghiệp trên địa phương thì chỉ là doanh nghiệp nhỏ và vừa, và cái mức tiếp nhận lao động của các doanh nghiệp đã bão hoa, họ đã đầy đủ các cái lao động cần hợp đồng để làm việc cho các doanh nghiệp, và cũng chưa có cái nhà máy xí nghiệp nào trên địa bàn nên tạo ra địa phương thì rất khó ở chỗ đó. Thứ hai, để tạo việc làm địa phương thì cơ bản vẫn cứ phải dựa vào là nông nghiệp. Nông nghiệp thì các hộ gia đình thì cơ bản đã được giao đất giao rừng để sản xuất nông nghiệp, và bây giờ để mở trang trại và mở các cái trang trại và cái hợp tác xã thì cũng là một cái vấn đề và huyện đang trăn trở. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay, tỉnh Nghệ An có gần 100.000 người trở về, trong đó có gần 60.000 lao động. Theo khảo sát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, có hơn 45.000 người có nhu cầu việc làm tại các khu kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 chưa ổn định, các doanh nghiệp hoạt động chưa hết công suất, thì việc giải quyết việc làm cho lao động hồi hương là điều rất khó. Sau một thời gian dài dừng hoạt động, chợ Thọ Quang, chợ đầu mối thủy sản lớn nhất miền Trung tại Đà Nẵng đã mở cửa trở lại từ ngày 15 tháng 10. Và dù Đà Nẵng đã trở lại trạng thái bình thường mới, tuy nhiên những ngày đầu tiên mở cửa, chợ khá vắng vẻ. Nhiều tiểu thương có tâm lý ngại vào cảng vì cho rằng phí xét nghiệm cao. Thay vì đó, tiểu thương lại tập trung khu vực bên ngoài chợ mua bán tự phát. Chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Theo số liệu dự kiến, mở cửa trở lại cho phép 50% tiểu thương bán hàng. Số lượng có mặt tại chợ tối đa là 1.200 người. Tuy nhiên, thực tế nhiều ngày qua, chợ khá điều hưu. Không được mấy người, có được 3-4 gian mà khoảng tầm 3 giờ họ ra ngồi rồi. Trái ngược với khung cảnh vắng vẻ bên trong chợ là cảnh tượng buôn bán nhộn nhịp bên ngoài chợ. Lý do theo các tiểu thương là để tránh mất chi phí xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 có hiệu lực trong 72 giờ để vào chợ. Ngoài ra, nhiều tiểu thương không có điện thoại thông minh để khai báo y tế và cung cấp mã QR code cũng khiến họ chọn việc mua bán tự phát bên ngoài khuôn viên chợ. Giặt trả nhưng mà nó đi dân thì thoải mái, chứ vì rằng người ta mấy tháng nào người ta không có việc làm rồi, bây giờ mở ra mà nó yêu cầu người ta tắt nhanh là vô lý cho nó. Thôi mình về địa phương xét nghiệm hoặc vô trong bán xét nghiệm, hoặc là kiểm tra ví dụ như 5K, 5 đồ ví dụ đó. Chứ còn bây giờ xét nghiệm mà bỏ tiền ra họ không, mấy tháng nào tiền không có họ ăn lấy rồi. Tình trạng mua bán tự phát họp chợ giao dịch mà không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định đang khiến công tác phòng dịch ở các khu vực chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng rất bất cập. Phía ban quản lý thì cũng sẽ tiếp tục đánh giá và kiến nghị lên cấp trên để mà có cái giải pháp cho hướng dẫn cho phù hợp. Trong đó thì chúng tôi cũng sẽ có đề xuất là đề nghị là hỗ trợ cái chi phí xét nghiệm cho người dân để mà giảm cái khó khăn cho người dân. Cái thứ hai nữa đó, thì cũng sẽ có cái tăng cường các cái biện pháp là kiểm soát, hỗ trợ cũng như tạo điều kiện. Ví dụ như vào ở bên trong xét nghiệm tại chỗ. Hiện nay nếu tiếp tục để việc họp chợ bên ngoài mà không kiểm soát thì không may xuất hiện các ca mắc COVID-19 tại khu vực chợ đầu mối Thọ Quang sẽ khiến công tác truy vết rất khó khăn. Trong khi đó, việc tổ chức vận hành chợ đầu mối thế này cũng sẽ gây thiếu hụt nguồn cung thủy hải sản cho thị trường, nhất là xuất khẩu. Việc kiểm soát nguồn gốc thủy hải sản cũng không được đảm bảo. Tính đến 18 giờ ngày hôm nay 17 tháng 10, tại thị xã Bỉm Sơn ghi nhận thêm 13 ca mắc mới tại 7 xã phường, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại ổ dịch này lên 62 người. Xác định đây là ổ dịch rất nguy hiểm và phức tạp do liên quan đến nhiều nhóm đối tượng, nhiều cụm dân cư, nhiều nhà máy xí nghiệp, nhiều địa phương. Tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương quyết liệt, chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với thị xã Bỉm Sơn, triển khai kịp thời các biện pháp bao vây dập dịch. Trong hai ngày 15 và 16, tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 350 người, bao gồm cán bộ, nhân viên y tế và sinh viên ngành y trong tỉnh, tham gia test nhanh tầm soát COVID-19 cho người dân sinh sống và làm việc tại thị xã Bỉm Sơn. Đến cuối giờ chiều nay ngày 16 tháng 10, đã có gần 51.000 người được test nhanh SARS-CoV-2. Qua test nhanh, đã bóc tách được hàng chục F0 ra khỏi cộng đồng. Song song với đó, công tác truy vết, cách ly F1, F2 cũng được tiến hành khẩn trương triệt để nhằm quản lý kịp thời các nguồn nguy cơ lây nhiễm. Ổ dịch Bỉm Sơn là một ổ dịch nguy hiểm, phức tạp, chùm ca bệnh với số lượng lớn liên quan đến nhiều nhóm đối tượng.
nhiều cộng đồng dân cư, nhiều nhà máy xí nghiệp, nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp và sự phối hợp của người dân, chúng ta đã kịp thời khoanh vùng, phong tỏa phù hợp. Dự báo những ngày tới, số F0 tiếp tục được phát hiện sẽ gia tăng. Đề nghị người dân Bỉm Sơn, ai ở đâu ở yên đó, không ra ngoài khi không có việc thực sự cần thiết. Đề nghị mọi người dân không đến và trở về từ thị xã Bỉm Sơn. Để khoanh vùng khống chế dịch hiệu quả, từ 18 giờ ngày 15 tháng 10, thị xã Bỉm Sơn đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của khách sạn, nhà nghỉ, các cơ sở lưu trú, các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đồ uống, giải khát và các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu khác, trừ các cơ sở do thị xã trưng tập phục vụ công tác phòng chống dịch. Tạm dừng hoạt động toàn bộ cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập, trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn thị xã và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí. Các sự kiện tập trung đông người, hoạt động các khu di tích trên địa bàn thị xã, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn.